tường nứt, bàn ghế hầm hóc, nhà vệ sinh xuống cấp, cỏ dại thì mọc kín. Bệnh viện xây xong 6 năm không đưa vào hoạt động mà lại bỏ hoang thành nơi chăn bò tại thành phố Tân Uyên, Bình Dương. Phòng tránh Covid-19 cho bản thân và gia đình khi mùa du lịch lễ hội đến gần. Góc nhìn với câu chuyện quốc tế. Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt xóa đường dây cờ bạc quy mô lớn qua ứng dụng Telegram. Hơn 3.800 đối tượng khắp cả nước đã tham gia cá cược và tổng số tiền giao dịch bước đầu khoảng trên 2.600 tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu đường dây điều hành nhóm Telegram này có tên là Gia Tộc Sâu. 22 người tại nhiều tỉnh thành đã được triệu tập để điều tra. Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Và vụ án thì hiện vẫn đang được mở rộng điều tra. Còn Công an thành phố Hồ Chí Minh thì vừa liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản để đòi nợ trái pháp luật. Mới đây, thì Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Thạnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Công an quận Bình Thạnh đối với 22 đối tượng. Những đối tượng này là giám đốc, trưởng nhóm, nhân viên của 6 công ty trong một đường dây cho vay nặng lãi, trực tuyến, núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ. Và lãi suất mà các đối tượng này cho vay gấp từ 10 lần đến 128 lần so với mức lãi suất tối đa được phép theo quy định. Và số tiền thu lợi bất chính là hơn 440 triệu đồng. Cho vay với lãi suất thấp nhất là 183% một năm, cao nhất lên đến 2.555% một năm. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố 22 bị can núp bóng 6 công ty về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. 22 bị can là nhân viên của 6 công ty có văn phòng làm việc tại tòa nhà Thủy Lợi 4, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Các công ty này được cấp phép hoạt động dịch vụ cầm đồ, tư vấn quản lý, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý, v.v. Mô hình hoạt động là cho vay trên nền tảng trực tuyến tại các trang web là senmo.vn, thầntaioi.vn, cayđenthan.vn. Hoạt động cho vay của các công ty này được tổ chức xuyên suốt, có phân công vai trò như là quản lý, nhân viên, quảng cáo, tìm người vay, tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến, kiểm tra xác minh thông tin người vay, duyệt vay, thu hồi nợ. Bước đầu, cảnh sát xác định chỉ tính riêng 42 người vay và 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, thì mức lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183% một năm và cao nhất là 2.555% một năm, gấp 10 cho đến 128 lần so với lãi suất cho phép. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Để mở rộng điều tra triệt phá các đường dây tín dụng đen trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thành viên Ban chỉ đạo 138 thành phố tập hợp, gom số điện thoại, thông tin trên tờ rơi tín dụng đen gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ điều tra. Tờ giao tín dụng đen dán tràn lan trên tường gây mất mỹ quan đô thị, đặc biệt là các nội dung quảng cáo liên quan đến hoạt động tín dụng đen chính là thủ đoạn của tội phạm để tiếp cận người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Sắp tới, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, giám sát chặt chẽ, xử lý kiên quyết các trường hợp dán quảng cáo trái quy định, gây mất mỹ quan, tháo gỡ các biển quảng cáo có nội dung hình thức không phù hợp. Ban chỉ đạo 138 thành phố sẽ tập hợp các số điện thoại, địa chỉ, thông tin được in trên tờ rơi tín dụng đen báo công an phường, xã, thị trấn để tổng hợp gửi về công an thành phố phục vụ điều tra xử lý. Thưa quý vị, đây là hình ảnh bệnh viện chuyên khoa tâm thần có quy mô 300 giường tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Mặc dù đã xây dựng xong từ 6 năm nay, thế nhưng đến nay bệnh viện vẫn chưa được đưa vào hoạt động. Và vì bị bỏ hoang trong suốt thời gian dài nên công trình đang bị xuống cấp một cách trầm trọng. Đây là hình ảnh hoang tàn của bệnh viện chuyên khoa tâm thần, vốn được xây dựng để giảm tải cho bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Tường thì bị đứt toác, thiết bị vệ sinh thì vỡ nát, bàn ghế hỏng hóc. Và đây đã trở thành nơi chăn bò vì cỏ dại mọc kín. Không hoạt động, cái cách mà không hoạt động mà lấy đất của dân vậy là quá phí. Rồi để cho dân đất đồ cho sinh sống. Rồi đất đai rồi đây rồi xây bao nhiêu năm không hoạt động để cho cỏ rác nó mọc rồi nó cũ kỹ, nó điêu tàn vậy là thấy rất là phí cho tiền của nhà nước và của người dân. Được xây dựng tại phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Bệnh viện chuyên khoa tâm thần có vị trí rất đắc địa khi có tới 4 mặt tiền đường. Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương, lý do bệnh viện chưa được đưa vào sử dụng là do quá trình kiểm tra để nghiệm thu, chủ đầu tư phát hiện một số hạng mục chưa thực hiện theo thiết kế ban đầu nên chưa thể nhận bàn giao.
Và mặc dù chưa hoạt động đúng chức năng là điều trị tâm thần, nhưng bệnh viện đã được sử dụng để điều trị bệnh nhân COVID hồi dịch bùng phát. Chúng ta sẽ có kế hoạch sớm nhất để chuyển đổi ngay mục đích hay sử dụng để hai bệnh viện đó. Thứ nhất là từ đây tới cuối năm thì chúng ta sẽ sử dụng hết tất cả những công suất mà đã được đầu tư. Theo người dân nơi đây, để xây bệnh viện này, nhà nước đã giải tỏa hàng chục hộ dân và thu hồi nhiều hecta đất. Tuy nhiên, ngoài việc chưa đưa được bệnh viện vào sử dụng, mà ngay cả khu đất để bà con tái định cư thì cũng chưa được cấp sổ đỏ. Cần bổ sung nghiêm cấm hành vi cầm cố, mua bán sổ bảo hiểm xã hội để tránh ảnh hưởng quyền lợi của người lao động và tranh chấp khiếu nại. Đây là ý kiến đóng góp của nhiều địa phương vào dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội đang được lấy ý kiến. Trước đó, báo cáo của các địa phương gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phản ánh tình trạng thu gom, mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội với giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị được thanh toán bảo hiểm xã hội một lần dưới hình thức ủy quyền làm thủ tục, đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, khiến lao động mất quyền lợi, dễ sa vào tín dụng đen và nảy sinh tranh chấp gây mất trật tự xã hội. Tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này có đưa ra 8 hành vi nghiêm cấm, tuy nhiên không có hành vi nghiêm cấm mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội của người lao động. Do đó, một số địa phương đề nghị bổ sung quy định này vào trong dự thảo luật để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Các ý kiến cũng đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét quy định giảm thời gian chờ nhận bảo hiểm xã hội một lần từ 12 tháng sau nghỉ việc xuống còn 3 tháng. Hai ngày qua thì đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng ở các xã Tả Phìn và Trung Trải của thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, thông tin từ Cục Kiểm Lâm. Đám cháy đầu tiên thì xảy ra vào chiều ngày hôm kia tại xã Tả Phìn. Khu vực này rộng 3 hecta là rừng tái sinh chưa có trữ lượng và có khả năng phục hồi. Đến đêm thì có thêm đám cháy ở xã Trung Trải. Gần 18.000 hecta rừng tái sinh với chức năng phòng hộ, chủ yếu là cây sa mộc và vối thuốc. Hơn 500 người đã được huy động để dập tắt các đám cháy này. Và đến hôm qua thì các đám cháy này đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên do là thời tiết hanh khô rồi thì có gió, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm lâm và tổ xung kích bảo vệ rừng xã Trung Trải, canh gác và tạo đường băng cản lửa để tránh lửa bùng phát trở lại. Vâng, như chúng ta cũng đề cập ngay đầu chương trình thì hiện nay mới chỉ là giai đoạn chuẩn bị bước sang mùa hè thôi. Thế nhưng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong đó có Lào Cai hay là Lai Châu thì cũng đã xuất hiện những ngày nắng khô dẫn đến nguy cơ cháy rừng cao. Và trên thực tế thì trên địa bàn tỉnh Lai Châu thì cũng đã xảy ra một số những vụ cháy thảm thực vật nhỏ. Vâng, và trước thực trạng này thì tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với các địa phương tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Mường Mô là xã có diện tích rừng lớn của huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, do đó công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng luôn được chú ý. Để hạn chế thiệt hại do cháy rừng, xã đã phải liên tục tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia vào hoạt động này. Đối với những cái hộ mà đốt nương thì bản cũng tuyên truyền rõ là làm cái đường băng cản lửa. Xã Mường Mô là có các cái điểm giáp ranh với các xã bạn thì tăng cường trao đổi với các xã bạn để cũng tuyên truyền người dân để hạn chế cái việc mà để đốt rồi cháy lây lan vào rừng. Lai Châu có tổng diện tích rừng là hơn 481.000 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 447.000 ha, tỷ lệ che phủ trên 50%. Những ngày qua, do thời tiết diễn biến cực đoan, khô hanh kéo dài, đây là nguy cơ dễ dẫn đến cháy rừng. Trước tình hình này, tỉnh Lai Châu đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm cùng các địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát, bảo đảm lực lượng ứng trực. Là kiểm lâm, nhất là kiểm lâm cắm địa bàn của các cơ sở, là thường xuyên phối hợp với tổ đội chuyên trách của thôn bản là tuần tra kiểm tra rừng trong suốt mùa khô hanh để kiểm tra và phát hiện sớm khi cháy rừng xảy ra và huy động lực lượng để ứng cứu kịp thời. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn thì thời tiết nắng nóng kéo dài vẫn còn diễn ra trên khu vực các tỉnh Tây Bắc, trong đó có Lai Châu. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của chính quyền các cấp và lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tích cực tham gia bảo vệ và phòng chống cháy rừng để góp phần hạn chế những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nội dung dịch bệnh đang lây lan nguy hiểm lắm, cập nhật các điểm nóng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kèm theo đó là 12 địa điểm được cho là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là thông tin sai sự thật. Không chỉ thông tin sai các điểm nóng, nội dung lan truyền còn ghi thêm bệnh viện nhiệt đới đã có 140 ca biến chủng mới. Trước thông tin này, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đây cũng là thông tin sai sự thật. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là bệnh viện tuyến cuối điều trị người nhiễm COVID-19 nặng, nguy kịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.
nhưng hiện chỉ tiếp nhận điều trị 12 ca, chủ yếu là người lớn tuổi có bệnh nền. Sở Y tế đã báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố về sự việc trên. Về việc tăng cường phòng chống COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa yêu cầu toàn thể giáo viên, học sinh tại thành phố phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong trường học kể từ hôm nay. Sở đề nghị nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm quy định 2K, đó là khẩu trang và khử khuẩn. Ngoài ra, các đơn vị giáo dục cần tầm soát các trường hợp nghi ngờ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Tiếp tục phối hợp với ngành y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine đối với học sinh, thực hiện truyền thông đến học sinh và cha mẹ học sinh để biết rằng là đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm như thế nào và lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh. Mùa hè bắt đầu vào những tháng cao điểm du lịch, lễ hội tại nhiều quốc gia, những hoạt động tụ tập đông người. Cùng với đó là nỗi lo ngại về những biến chủng mới của COVID-19. Các quốc gia đã làm gì để có một mùa du lịch? Rất nhiều các quốc gia trên toàn thế giới đang đón những đoàn khách du lịch trong và ngoài nước hay là tổ chức những lễ hội sôi động. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho các nền kinh tế. Song song với đó, giới chức và người dân nhiều nước cũng đã nâng cao ý thức phòng tránh, bảo vệ bản thân trước khả năng dịch bệnh COVID-19 lây lan với biến chủng mới. Chúng ta đều biết là tụ tập đông người hay là tiếp xúc gần là những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi để mà dịch bệnh lây lan. Nhưng đây cũng là đặc điểm của những tháng cao điểm du lịch. Vậy làm thế nào để bản thân chúng ta và gia đình vẫn có một mùa du lịch như ý và đảm bảo an toàn? Câu chuyện quốc tế ngày hôm nay với sự tham gia của biên tập viên quốc tế Như Anh. Xin mời chị. Xin cảm ơn anh Hạnh Phúc và xin kính chào quý vị khán giả. Đúng như anh Hạnh Phúc vừa nói là hiện nay rất là nhiều nền kinh tế đang kỳ vọng vào những tháng cao điểm du lịch để khôi phục lại dịch vụ và thu nhập sau 3 năm đóng băng vì COVID-19. Đây là mục tiêu kinh tế của nhiều chính phủ. Mới đây nhất có thể kể tới như là Thái Lan. Dịp lễ hội té nước hay Tết Songkran năm nay tại Thái Lan được kỳ vọng là đem lại 530 triệu đô la Mỹ doanh thu cho quốc gia này và thu hút khoảng 300.000 lượt khách quốc tế. Nhưng mà giới chức nước này cũng đã ghi nhận là từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 4 vừa rồi, số ca mắc COVID-19 mới điều trị tại bệnh viện trung bình mỗi ngày có 62 ca, cao gấp 2,5 lần so với tuần trước đó. COVID-19 vẫn là dịch bệnh lây lan nhanh, cho nên đương nhiên là rủi ro lây nhiễm cũng sẽ xuất hiện khi có những sự kiện tụ tập đông người. Ví dụ như là Tết Songkran vừa diễn ra ở Thái Lan thì có khoảng 4 triệu du khách đi lại du lịch nội địa tại đất nước Chùa Vàng chỉ trong vòng có mấy ngày. Nhưng mà điều khác biệt của năm nay là cách mà giới chức nước này đã khuyến cáo từ đầu với người dân và du khách đi du lịch trong bối cảnh gia tăng số ca mắc và cũng đã chủ động có các biện pháp phòng tránh và ứng phó với dịch bệnh. Giới chức Thái Lan khẳng định là tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thông tin từ phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại ASEAN. Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết có hơn 300.000 du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này trong tuần lễ Tết Songkran năm nay, tăng 525% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì thế, để ngành du lịch không bị ảnh hưởng do một đợt bùng phát dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ Tết Songkran và hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 30 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay, Bộ Y tế Thái Lan kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine nhắc lại để ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng nếu không may nhiễm bệnh. Đồng thời, khuyến cáo những người tham gia các hoạt động vui chơi Tết Songkran nên theo dõi sức khỏe bản thân trong 7 ngày, tránh tiếp xúc với người già và xét nghiệm ngay nếu xuất hiện các triệu chứng. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Thái Lan cũng đang chuẩn bị thành lập trung tâm điều hành khẩn cấp để chăm sóc các bệnh nhân COVID và đảm bảo các nhân viên y tế cũng như thiết bị đã sẵn sàng để ứng phó với số ca nhiễm mới tăng. Bộ Y tế Thái Lan nhận định biến thể XBB.1.16 sẽ là biến thể chủ đạo ở nước này trong thời gian tới, khẳng định không có dấu hiệu cho thấy biến thể này miễn dịch với các loại thuốc kháng virus như Favipiravir, Monopiravir hay Remdesivir. Trong khi đó, thì Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết kỳ nghỉ lễ Songkran luôn có khả năng khiến số ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Còn theo Bộ Y tế Thái Lan thì trong thời gian gần đây, dù số ca nhiễm mới có tăng lên nhưng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát và những người có các triệu chứng nặng đều thuộc nhóm người dễ bị tổn thương, có bệnh nền hoặc chưa tiêm vaccine. Hiện thì một số chuyên gia y tế của Thái Lan cũng đã đề xuất nên tiêm vaccine COVID-19 hàng năm, tương tự như vaccine cúm mùa. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam, thường trú tại ASEAN.
Không chỉ có Thái Lan, tại Indonesia, Malaysia và Singapore cũng đang dục dịch tổ chức lễ hội đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Và giới chức các nước này cũng cảnh báo về khả năng lây nhiễm nhanh hơn, đặc biệt là ở một số nhóm dân số. Bộ Y tế Malaysia cho biết là số ca nhiễm từ đầu tháng 4 tới giờ có tới hơn một nửa là những người từ 63 tuổi trở lên và 90% số ca nhiễm vốn là đã có bệnh nền. Đây thực sự là những con số mà rất đáng lưu tâm. Và Việt Nam chúng ta thì lại đang chuẩn bị đến với rất nhiều những dịp nghỉ lễ, có thể kể đến như là lễ Giỗ Tổ Hùng Vương này, hay là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Và cũng giống như là nhiều quốc gia khác trên thế giới hiện nay thì chúng ta cũng đang chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch. Và đây thực sự là những tháng, những thời điểm mà các doanh nghiệp đều kỳ vọng vào một mùa kinh doanh thực sự là khởi sắc. Còn mọi người dân thì háo hức với những kế hoạch đi chơi riêng của mình, đi nghỉ cùng người thân chẳng hạn. Chắc chắn là việc chủ động áp dụng những biện pháp phòng tránh mà chúng ta đã quá quen thuộc trong 3 năm qua là rất quan trọng. Vâng, tôi cho rằng từ khóa ở đây như anh vừa nói đó chính là chủ động. Chúng ta hãy lấy ví dụ về một vật rất là quen thuộc, đấy là chiếc khẩu trang đi. Thì tôi thấy là bắt đầu các tòa nhà công cộng đã có dán những bảng thông báo để đề nghị người ra vào phải đeo khẩu trang. Tất nhiên là không như ngày trước, bây giờ thì không đeo khẩu trang cũng không bị phạt. Nhưng cái quan trọng là tinh thần tự nguyện và chủ động. Theo thống kê của các chuyên gia y tế, trước khi có vaccine thì ở những nước mà người ta không bắt buộc đeo khẩu trang thì tỷ lệ lây nhiễm cao gần gấp 8 lần những quốc gia có luật phải đeo khẩu trang. Còn tại Việt Nam thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng cũng đã nói rằng Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Đúng thời điểm này chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Và nhưng mà tôi vẫn nói rằng là dịch COVID-19 nó diễn biến rất phức tạp và dẫn biến khó lường. Nên là chúng ta phải luôn luôn đánh giá nguy cơ. Tôi vẫn nói rằng nguy cơ đến đâu, đáp ứng đến đó. Nếu như mà đánh giá nguy cơ không tới thì không kiểm soát được dịch bệnh. Nhưng đánh giá nguy cơ cao quá, dẫn tới đáp ứng thái quá, cái gì cũng cấm đoán thì sẽ gây ra ảnh hưởng tới làm ăn kinh tế và an sinh xã hội của người dân. Trước tiên tôi muốn nói rằng là khi chúng ta đi lại nhiều thì rõ ràng có cái nguy cơ tăng lên là lây nhiễm cho cái người mà bị nhiễm ấy, với cái người lành. Và tất nhiên là đi lại nhiều chúng ta cũng không mà không thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng bệnh thì rõ ràng cái việc lây lan nó lại càng tăng nhanh lên. Rõ ràng, hoang mang là không cần thiết. Kể từ năm ngoái, nhiều chuyên gia y tế cũng đã nhận định các đợt lây nhiễm mới, nhỏ lẻ cũng sẽ quay lại khi mà các quốc gia quyết định quay trở lại cuộc sống bình thường và sống chung với COVID-19. Về biến chủng XBB.1.16 thì không có nghiên cứu nào chỉ ra là nó sẽ gây ra triệu chứng nặng như biến chủng Omicron hay là Delta. Mới đây nhất thì Bộ trưởng Y tế Singapore còn hạ mức lây lan của dịch COVID-19 từ pandemic xuống chỉ còn endemic, tức là từ một đại dịch toàn cầu khó kiểm soát xuống thành một bệnh đặc hữu, một loại dịch bệnh lây lan trong phạm vi nhỏ hơn, dễ đoán và dễ kiểm soát hơn. Theo tờ Straits Times, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ya Kung nói rằng tuy số ca nhiễm tại nước này có tăng lên, nhưng triệu chứng bệnh không nặng hơn. Các khu vực chăm sóc tích cực cũng chưa bị quá tải. Nhiều người hiểu sai về làn sóng lây lan. Virus SARS-CoV-2 luôn luôn hiện hữu trong mỗi cộng đồng chứ không phải là từ bên ngoài biên giới. Cho nên làn sóng lây nhiễm hiện nay chính là đến từ các ca tái nhiễm trong cộng đồng khi mà miễn dịch của mọi người bị suy giảm do đã được tiêm phòng từ lâu. Bộ Y tế Singapore đang tiếp tục giải trình tự gen các mẫu virus. Hiện có nhiều biến thể đang lưu hành, XBB, XBB.1.5, XBB.1.16, nhưng không có chủng nào trội lên nhất. Và Bộ trưởng Ong cho biết không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ chủng XBB hiện tại nào gây bệnh nặng hơn. Những gì đang xảy ra là minh chứng rõ ràng cho thấy chúng ta đã tiến xa. Ngay cả trong đợt lây nhiễm COVID-19 như bây giờ, chúng ta vẫn tiếp tục sống bình thường, không bận tâm về số ca nhiễm, không nói mãi về nó. Đây là đặc điểm của bệnh đặc hữu. Tại Mỹ, đầu năm nay, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đề xuất tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường hàng năm cho người dân, tương tự tiêm ngừa virus cảm cúm.
Cụ thể, FDA đã đề xuất tiêm một mũi tăng cường hàng năm cho người trưởng thành khỏe mạnh và đang thảo luận đề xuất tiêm hai mũi tăng cường mỗi năm đối với một số trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người có suy giảm miễn dịch. Ngay cả tại Ấn Độ, nơi đang chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở hầu hết các địa phương, giới chức y tế cũng cho rằng dịch bệnh đã đi vào giai đoạn bệnh đặc hữu, giống cúm mùa. COVID-19 không còn được coi là một đại dịch mà là một hiện tượng phổ biến mà mọi người thỉnh thoảng sẽ gặp phải. Điều này cũng cho thấy rằng mọi người có thể phải học cách sống chung với virus trong thời gian dài và các biện pháp sẽ phải được đưa ra để kiểm soát virus, trong khi vẫn cho phép cuộc sống hàng ngày tiếp tục. Theo các chuyên gia y tế, điều này không có nghĩa là chúng ta có thể chủ quan không phòng bệnh, nhất là khi các biện pháp phòng bệnh hoàn toàn nằm trong khả năng như đeo khẩu trang hay sát khuẩn tay. COVID-19 vẫn được WHO nhận định là dịch bệnh có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người, với những biến chứng cũng như triệu chứng hậu COVID kéo dài. Vì thế, việc phòng bệnh từ mỗi cá nhân, cũng như các biện pháp khuyến cáo từ chính quyền, vẫn cần được thực hiện tích cực. Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga mới đây đã thông qua dự luật tăng quyền hạn cho Tổng thống. Quyền hạn này được mở rộng trong lĩnh vực bảo vệ đất nước và bảo vệ các công dân trước những quyết định và hành động của quốc tế đi ngược lại lợi ích và nguyên tắc pháp lý của Liên bang Nga. Phóng viên Nhật Linh từ Nga đưa tin. Theo dự luật mới, Tổng thống Nga có quyền bảo vệ đất nước và các công dân trong trường hợp các tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài thông qua các quyết định hoặc thực hiện các hành động đi ngược lại lợi ích và nguyên tắc cơ bản của luật pháp Nga. Quyền hạn của Tổng thống cũng được mở rộng trong lĩnh vực tước quyền công dân. Trong số những lý do mới để tước quyền công dân Nga có đảo ngũ, làm mất uy tín và tung tin giả về quân đội và tình nguyện viên, bạo loạn, vi phạm nhiều lần luật biểu tình, trốn nghĩa vụ quân sự và không tuân thủ luật về gián điệp nước ngoài. Dự luật được Duma Quốc gia thông qua quy định quyền công dân Nga có thể bị tước bỏ trong trường hợp người đó có hành động đe dọa đến an ninh quốc gia. Quyền hạn của Tổng thống sẽ được gia tăng, nhưng đến thời điểm này, một trong những điều được quan tâm là Tổng thống đương nhiệm Putin chưa từng công bố ông có tái tranh cử hay không sau nhiệm kỳ thứ tư. Nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào năm 2024. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga. Trên thực tế, thì chính phủ Ấn Độ đã phát động một chương trình kế hoạch hóa gia đình trên toàn quốc vào năm 1952. Nhưng trong những thập kỷ sau đó, thuốc tránh thai và bao cao su lại không được người dân lựa chọn sử dụng nhiều ở Ấn Độ. Đàn ông thì thường phải triệt sản bằng cách thắt ống dẫn tinh. Thế nhưng nhiều nơi tại quốc gia này, đàn ông lại không đồng ý với phương pháp này. Thành ra, trọng tâm kế hoạch hóa gia đình, hoặc cũng có thể nói là gánh nặng, được chuyển sang người phụ nữ. Tại một bệnh viện ở vùng nông thôn Ấn Độ, các nữ bệnh nhân này đang chờ thắt ống dẫn trứng. Đây là phương pháp kế hoạch hóa gia đình thường được áp dụng ở Ấn Độ. Một ca thắt ống dẫn trứng kéo dài khoảng 50 phút. Tại nhiều vùng ở Ấn Độ vẫn tồn tại quan điểm gia trưởng, cho rằng đàn ông nếu thắt ống dẫn tinh sẽ mất đi nam tính. Và quan trọng hơn, họ còn là trụ cột gia đình, nhưng họ cũng không lựa chọn sử dụng bao cao su. Những người phụ nữ thường tự nguyện chọn cách thắt ống dẫn trứng và chính các nhân viên y tế cũng thuyết phục họ thực hiện thủ thuật này. Khi làm vậy, những người phụ nữ sẽ được hưởng ưu đãi tiền mặt khoảng 25 đô la Mỹ, tương đương 600.000 đồng. Tôi không muốn đi triệt sản. Tôi nghĩ làm xong tôi sẽ bị yếu đi. Thế vợ anh đi triệt sản yếu đi thì sao? Thì cứ để xem, nhưng ít nhất vẫn còn một người đi làm được. Chứ tôi mà ốm thì cả nhà chẳng ai nuôi. Kể từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, Trung tâm Y tế ở Budbaran đã triệt sản cho hơn 180 phụ nữ, trong khi số nam giới triệt sản là 6 người. Các phòng khám thực hiện thắt ống dẫn trứng cho phụ nữ rất phổ biến ở Ấn Độ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn rộng lớn, nơi có 2/3 dân số sinh sống. Thông thường, đây là một thủ tục an toàn, nhưng vẫn có một số trường hợp tử vong. Các nhà hoạt động xã hội cho biết chính phủ cần làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy các biện pháp tránh thai, mà nâng cao nhận thức chính là một phương thức hữu hiệu. Bóng đá là một trong những môn thể thao được ưa thích nhất tại Nhật Bản. Các giải đấu cấp độ phong trào được tổ chức phổ biến ở nhiều tỉnh thành. Mới đây tại Tokyo, một giải bóng đá đặc biệt được tổ chức dành riêng cho những cầu thủ trên 80 tuổi. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi câu chuyện thú vị ở giải đấu dành cho những cụ ông. Giãn cơ chân, xoay khớp vai, khởi động kỹ càng. Chào mừng đến với giải bóng đá dành cho các cầu thủ trên 80 tuổi tại Nhật Bản. Giải đấu đặc biệt có 3 đội, chia 3 màu, xanh, trắng, đỏ, thi đấu vòng tròn tính điểm. Phần lớn các cầu thủ tham dự có độ tuổi từ 82 đến 84.
Trong đó, cầu thủ lớn tuổi nhất, thủ môn Gio Zagua, người gác đền năm nay đã 93 tuổi. Đã hơn 30 năm rồi tôi mới làm thủ môn trong một trận đấu. Tôi thường chơi ở các vị trí khác. Các vị trí đó va chạm nhiều và dễ bị đau hơn so với thủ môn. Bóng đá vốn được coi là môn thể thao đòi hỏi nhiều thể lực, dễ xảy ra chấn thương và không phù hợp với người cao tuổi. Tuy nhiên ở Nhật Bản, nơi người trên 65 tuổi chiếm đến 1/3 dân số và họ có thể trạng tương đối khỏe mạnh. Các giải đấu bóng đá như thế này đang góp phần thay đổi quan niệm về những môn thể thao mà người già có thể tham gia. Đơn vị tổ chức cho biết, giải đấu này cũng phần nào thể hiện cấu trúc xã hội Nhật Bản hiện nay. Chúng tôi nảy ra ý tưởng tổ chức giải đấu dành cho những người trên 80 tuổi vào năm ngoái. Tôi nghĩ nó phản ánh cấu trúc xã hội Nhật Bản, một xã hội đang già đi, nhưng mọi người vẫn có thể tận hưởng và chơi thể thao như thế này. Thành phần đội trắng hôm nay có một tiền đạo rất đáng chú ý, đó là ông Nomura, 83 tuổi, cựu cầu thủ chuyên nghiệp, vua phá lưới đầu tiên của giải J-League hồi năm 1965. Ông tỏ ra nhanh nhẹn khi vẫn có thể ghi bàn vào lưới đối thủ. Khi tôi còn bé, các cầu thủ 50-60 tuổi đã được gọi là lão tướng. Giờ đây chúng tôi ngoài 80 nhưng vẫn đá được. Thật kinh ngạc. Các trận đấu rất thú vị, nhưng theo các cụ ông, một phần không thể thiếu của giải đấu này chính là việc sau mỗi trận, những người bạn được ngồi với nhau, uống trà thư giãn và hàn huyên về các tình huống đã qua trong trận, cũng như nhiều câu chuyện khác mà họ muốn chia sẻ với nhau về cuộc sống thường ngày. Vào tối qua, thì buổi lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 đã diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Và có thể nói là buổi lễ đã mang tới một bầu không khí quyết tâm cho các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam trong việc tranh giành thành tích cao tại kỳ đại hội sắp tới. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tới dự và phát biểu tại lễ xuất quân. Buổi lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 được tổ chức trang trọng. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên, trong đó có 702 vận động viên, tranh tài ở 30 môn thể thao với tổng cộng 446 nội dung. Mục tiêu của thể thao Việt Nam ở kỳ đại hội sắp tới là giành từ 90 đến 120 tấm huy chương vàng để góp mặt ở top 3 chung cuộc tại đại hội. Trong bầu không khí háo hức và quyết tâm của các vận động viên tại buổi lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có những lời động viên đoàn thể thao Việt Nam trước giờ lên đường. Các thành viên của đoàn cần phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, giữ vững kỷ luật, đem hết tinh thần và nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ đã được đề ra. Thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, ngoan cường, sáng tạo, trung thực để đạt thành tích cao nhất tại đại hội, góp phần nâng vị thế của thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới, khẳng định được truyền thống văn hóa lâu đời của Việt Nam, tôn trọng luật lệ thi đấu, tôn trọng truyền thống văn hóa của các nước tham dự. Đoàn thể thao Việt Nam đã tập luyện chăm chỉ và nỗ lực trong suốt thời gian qua, cùng với lời chúc tốt đẹp gửi toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và các chuyên gia của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32. Phó Thủ tướng cũng mong muốn mỗi thành viên của đoàn thể thao Việt Nam phải nhận thức được trách nhiệm vẻ vang của mình, cần thể hiện tốt truyền thống văn hóa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước tới các bạn bè quốc tế. Theo kế hoạch, thành phần chính của đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Campuchia vào ngày 3 tháng 5 tới đây. SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 tại 5 địa điểm khác nhau ở Campuchia.